Xin chào các bạn, mình là Dương Dê và trên tay mình bây giờ đang là hộp của một cái sản phẩm có tên gọi là Xiaomi Mi 8 Pro. Cái sản phẩm này thì có một cái tên gọi khác, đó là Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition, nghĩa là phiên bản Xiaomi Mi 8 có cảm biến vân tay ở bên trong màn hình. Cái sản phẩm này thì đã được ra mắt ở Trung Quốc cái đây vài ba ngày. Hôm nay Mobile City cũng đã có trên tay hộp của sản phẩm này rồi. Cái hộp của sản phẩm này thì nó được làm từ hai cái tông màu, đấy là tông màu đen cũng như là cái tông màu vàng đồng như này. Nhìn cái sản phẩm của chúng ta nó trở nên sang trọng hơn ở phía ngoài hộp. Ở phía bên mặt sau hộp này chúng ta có in thêm các thông tin về sản phẩm, những thông tin rất là nổi bật. Ví dụ như là sản phẩm chúng ta sẽ có cảm biến vân tay ở bên trong màn hình này, đúng với tên gọi của nó này. Tiếp theo nữa là nó sẽ có con chip Snapdragon 845. Cái phiên bản mà mình muốn giới thiệu đến cho các bạn ngày hôm nay là phiên bản bộ nhớ RAM là 6GB, bộ nhớ trong là 128GB. Và với cái phiên bản Mi 8 Pro này thì cái bộ nhớ trong tối thiểu của nó đã là 128GB rồi, nghĩa là nó được nâng cấp hơn so với cả cái bộ nhớ trong tối thiểu là 64GB giống như là ở trên Xiaomi Mi 8. Và phía dưới cùng này thì chúng ta có in thêm cái tháng cũng như là năm sản xuất của sản phẩm này, vào tháng 9 năm 2018, nghĩa là ngay trong tháng này thôi. Rất là mới đúng nào. Bây giờ thì mình sẽ mở hộp cái sản phẩm này ra nhé. Đó. Ở đây thì chúng ta sẽ có, đầu tiên đã là chúng ta sẽ có một cái hộp nhỏ hơn. Trong hộp này chúng ta sẽ có chứa những gì nào? Đầu tiên là chúng ta sẽ chứa que chọc SIM này. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ chứa một cái đầu chuyển đổi giữa USB Type-C với cả rắc cắm tai nghe 3.5mm, bởi vì là cái sản phẩm này thì nó không có rắc cắm tai nghe 3.5mm. Và ở bên trong này nữa thì chúng ta sẽ có thêm là một cái ốp lưng dẻo màu đen như thế này, khá là giống như là ở trên Mi 8. Tuy nhiên là khi mà nhìn vào ốp lưng dẻo này thì nó không có một cái lỗ khoét giống như Mi 8 nữa, bởi vì là cái sản phẩm này nó không có cảm biến vân tay ở phía mặt lưng nữa, mà cảm biến vân tay của nó đã để ở phía bên trong màn hình rồi. Đấy, thì ngay cả cái ốp lưng này chúng ta cũng đã có thể nhìn thấy luôn là cái sự khác biệt rồi. Đó, tiếp theo nữa nào, chúng ta sẽ có những cái tập sách hướng dẫn sử dụng nữa. Rồi, bây giờ sẽ trở lại vào bên trong nữa nào. Đây, ở bên trong này chúng ta sẽ gồm cái sản phẩm Xiaomi Mi 8 Pro. Cái phiên bản mà mình đang cầm ở trên tay này là cái phiên bản màu đen. Hơi đáng tiếc một chút là Mobile City lại chưa về được những cái phiên bản màu gradient nó đẹp hơn, và cũng chưa về được cái phiên bản mà nó có cái mặt lưng trong suốt giống như là cái chiếc Mi 8 EE. Đấy, hy vọng là Mobile City sẽ cập nhật cũng như là về những cái phiên bản khác nó sớm hơn. Rồi, và ở phía bên trong này nữa chúng ta sẽ có một sợi cáp chuẩn USB Type-C cũng như là một cái củ sạc. Củ sạc này thì là củ sạc nhanh luôn. Ở đây thì mình thấy là có cái biểu tượng sạc nhanh với cái số 3 ở đây, mình nghĩ là đây là củ sạc nhanh 3.0. Đó, rồi, và như vậy là chúng ta đã show ra đây toàn bộ những cái phụ kiện ở bên trong hộp của cái sản phẩm Xiaomi Mi 8 Pro. Bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại với nhân vật chính của ngày hôm nay. Trở lại với cả cái sản phẩm Xiaomi Mi 8 Pro ấy, thì mình sẽ nói nhanh về cái sản phẩm này như thế này. Đấy, đầu tiên với cái cảm giác cầm nắm của mình thì nó y xì đúc như là Xiaomi Mi 8 thôi. Nó không có một cái điểm gì khác biệt cả. Đây, cảm giác cầm nắm y xì đúc như vậy. Có những điểm khác biệt giữa hai cái sản phẩm này như thế này. Đấy là thứ nhất là đối với cả Mi 8 Pro thì ở phía mặt lưng nó không có cảm biến vân tay một chạm ở phía mặt sau lưng nữa, mà cảm biến vân tay của nó đặt được ở ngay bên trong màn hình như thế này. Đấy, và có một cái điều đấy là mình chưa bóc siêu của sản phẩm này ra để mình thử set up cái vân tay khi mà có một cái miếng dán màn hình lên như này thì liệu các bạn có thể set up được vân tay hay không. Đấy, sau này thì mình sẽ thử test xem là nếu mà dán cường lực lên đây thì liệu cái vân tay ở bên trong màn hình này nó có nhạy hay không. Thì trước tiên đã là mình test thử luôn. Đấy, mình nghĩ là cái điều này các bạn quan tâm tới sớm hơn là cái việc cấu hình cái thứ của cái sản phẩm này nó như thế nào. Đây, thì chạm vào như này, mở khóa lên rất là nhanh. Và theo công bố của Xiaomi thì cái sản phẩm này thậm chí nó còn mở khóa vân tay ở bên trong màn hình nhanh hơn cả cái sản phẩm Xiaomi Mi 8 EE. Đấy, các bạn nhìn nhá. Đây, mình ấn mạnh vào đây. Đấy, không cần phải ấn phím nguồn đâu. Các bạn chỉ cần thấy cái biểu tượng vân tay nó hiện thị lên như thế này, xong các bạn ấn mạnh vào đây, như thế là nó đã mở khóa ra rồi, rất là nhanh luôn. Đó, mở khóa bên trong màn hình này. Và khi mà mở khóa bên trong màn hình này thì có một cái điều mà mình rất là thích, đấy là nếu mà cái cảm biến vân tay của nó đặt ở phía mặt sau lưng như này nhá, thì khi mà các bạn đặt xuống mặt bàn như này, đúng không, thì các bạn sẽ không mở khóa được, và các bạn bắt buộc các bạn phải nhấc cái điện thoại lên và các bạn chạm phía sau này thì các bạn mới mở khóa được. Thì đấy là một cái bất tiện của cái việc để cảm biến vân tay ở phía mặt sau. Thứ hai nữa là nếu mà cảm biến vân tay mà nó để ở cái nút home kiểu như thế này nhá, thì cái cảm biến vân tay ở cái nút home như này, thứ nhất là nó sẽ khiến cho cái phần dưới này, cái cạnh dưới này của nó sẽ bị dày lên. Và thứ hai nữa là chúng ta sẽ phải với tay xuống tận dưới này để cho chúng ta có thể mở khóa được vân tay, thì đấy cũng là một cái điểm bất tiện nữa. Và với việc là để cảm biến vân tay ở phía bên trong
màn hình như này thì mình thấy là rất là tiện lợi. Đây, cái lúc mà mình thao tác với tay xuống này, nó không bị quá với này, rất là tiện lợi luôn. Chạm lên phát là đã có thể mở được rồi. Tất nhiên là về tốc độ của nó thì mình đánh giá là nhanh hơn cái sản phẩm Xiaomi Mi 8E, nhưng mà vẫn chậm hơn một chút so với cả cái tốc độ của cái cảm ứng vân tay một chạm. Tuy nhiên tốc độ như này đối với mình như thế là rất phù hợp rồi. Rồi và phía siêu này thì nó không có in thêm các thông tin về sản phẩm, ví dụ như là màn hình bao nhiêu, kích thước bao nhiêu, rồi là con chip gì, mà nó chỉ có in các thông tin về ví dụ như là số email này, cũng như là nó chỉ vào đây là cái khay sim. Khay sim này thì là khay chứa hai sim nano sim luôn, chứ không phải là khay sim lite, và nó không hỗ trợ thẻ nhớ. Bây giờ thì mình đã có thể bóc được siêu của sản phẩm này ra rồi. Đấy, còn đây là để siêu để cho các bạn biết là cảm biến vân tay ở bên trong màn hình này nó vẫn hoàn toàn nhận đối với cả những miếng dán màn hình. Ở phía mặt trước này thì chúng ta sẽ vẫn có một màn hình tai thỏi như này. Phía trên chúng ta sẽ có một camera tự sướng với độ phân giải là 20 megapixel. Loa thoại kèm theo đó là rất nhiều các cảm biến. Tuy nhiên là cái sản phẩm này nếu mà so với cả Mi 8E thì nó lại không có cảm biến nhận diện khuôn mặt 3D, mà nó lại chỉ có cái cảm biến nhận diện khuôn mặt theo kiểu dạng 2D mà thôi. Rồi, và cái màn hình của chúng ta thì vẫn là một cái màn hình với kích thước là 6,21 inch độ phân giải là Full HD cộng, nghĩa là 1080 x 2248 pixel. Và cái màn hình này thì cũng sẽ vẫn là màn hình tai thỏ luôn. Cái kính được trang bị ở trên cái sản phẩm này là kính cường lực Gorilla Glass 5, và cái màn hình này là màn hình AMOLED. Mật độ điểm ảnh cho ra ở trên cái sản phẩm này nó rơi vào khoảng 402 ppi, và cái diện tích màn hình hiển thị này nó chiếm tới 83,8% toàn bộ mặt trước như thế này. Màn hình này thì cũng được trang bị cái công nghệ HDR10 display, đó, màn hình nhìn cực kỳ là trong trẻo luôn. Các bạn thấy không? Rồi, và các cái cạnh của nó thì cũng khá là giống như là Mi 8 thôi. Ở bên phía bên cạnh trái chúng ta sẽ gồm một cái khay chứa 2 nano SIM mà không có thẻ nhớ này. Ở phía bên cạnh dưới thì chúng ta sẽ gồm cổng USB Type-C, loa ngoài, kèm theo đó là một cái mic thoại. Cái mic thoại này thì làm cân xứng với cả loa ngoài luôn. Cái sổ này thì nó cũng chỉ có một cái loa duy nhất ở phía dưới này thôi, chứ nó không phải là loa kép, nó chỉ có một cái loa duy nhất ở đây thôi. Rồi, và ở phía bên cạnh phải chúng ta sẽ gồm phím nguồn cũng như là cái phím tăng giảm âm lượng. Và phía bên mặt sau lưng như này thì bây giờ thì chúng ta sẽ chỉ còn lại một bộ đôi camera kép với độ phân giải là 12 megapixel mà thôi, chứ cũng không có cái cảm biến vân tay một chạm nằm ở giữa như này. Và với việc Xiaomi thiết kế cho cái sản phẩm Mi 8 Pro như này thì các bạn có thể thấy là cái sản phẩm này nó giống với cả Apple iPhone 10 hơn bao giờ hết. Đây, gần như là giống luôn, bởi vì là ngày xưa thì nó có thêm cái cảm biến vân tay ở phía mặt sau này thì nó khác với cả iPhone 10, chứ bây giờ thì đây, mặt trước cũng tai thỏ như thế này, mặt sau cũng là camera kép đặt dọc như thế này. Đấy, thì khá là giống rồi, chỉ có mỗi cái là cái viền dưới này của nó này, cái viền dưới này của nó thì nó dày hơn thôi. Và nếu mà bây giờ mình lấy luôn cái logo dán quả táo của iPhone XS ở đây mình dán này, đấy, các bạn được không? Thấy không? Giống ai iPhone 10 không nào? Đó, đùa một tí thôi, chứ mình nghĩ là nếu mà bạn nào mà có cái quả táo này thì dán đây cũng khá là hay. Ok, và phía bên cạnh trên này thì chúng ta sẽ gồm thêm duy nhất một cái mic phụ để thu âm nữa thôi, chứ chúng ta cũng không có cái mắt thần hồng ngoại ở đây. Về các cái thông tin khác của cái sản phẩm Xiaomi Mi 8 Pro này thì bây giờ mình sẽ show ra luôn cho các bạn. Chúng ta sẽ vào phần cài đặt này, chúng ta chọn My Device này. Đó, và nó sẽ hiển thị lên toàn bộ các thông tin về sản phẩm này. Ví dụ như là sản phẩm chúng ta sẽ sở hữu con chip Snapdragon 845 này. Pin của nó sẽ là 3000 mAh này. Đấy, pin 3000 là đã yếu hơn so với Mi 8 rồi. Camera chính của nó sẽ là 12 megapixel đối với cả hai camera này luôn. Một camera thì là camera chính với góc rộng hơn, và một camera thì là camera tele sẽ hỗ trợ chụp ảnh phá không cũng như là zoom quang 2x. Màn hình của nó sẽ là 6,21 inch này. Đấy, độ phân giải sẽ là 2248 x 1080 pixel này. RAM sẽ là 6GB. Sản phẩm này thì sẽ có bộ nhớ trong tối thiểu là 128GB, và khi mà mình vào mình kiểm tra ấy, thì cái sản phẩm này còn chống rất là lớn, còn chống tới 115,63GB cơ. Và cái phiên bản MIUI mà nó đang sử dụng bây giờ là MIUI 9.6. Chính xác hơn thì nó sẽ là 9.6.6.0. Android sẽ là Android 8.1. Nói chung ấy là Xiaomi Mi 8 Pro, hay còn gọi là Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition này ấy, thì nó có những cái điểm khác biệt so với cả Mi 8 như thế này. Thứ nhất, đấy là ở phía mặt sau, nó đã chuyển cái cảm biến vân tay ở phía mặt sau lên trên mặt trước và vào ngay trong màn hình như thế này. Cảm biến vân tay cực kỳ nhạy luôn. Đó. Thứ hai nữa là viên pin của nó đã bị cắt giảm xuống chỉ còn là 3000 mAh so với cả 3400 của Mi 8. Cái viên pin này thì đúng bằng với cả viên pin của Mi 8 EE. Tiếp theo nữa thì cái bộ nhớ trong tối thiểu của nó thì đã được nâng cấp lên thành 128GB thay vì 64GB giống như là ở trên Mi 8. Và cái điểm khác biệt nữa
đó là nó sẽ có những cái màu sắc khác. Cái màu sắc mà mình đang cầm trên tay này thì nó là cái màu đen, thì cái màu sắc này thì mình thấy nó cũ rồi đấy, nó không ấn tượng như là những màu sắc mới gần đây, và nó có những màu sắc khác, ví dụ như là màu gradient này. Thứ hai nữa là nó sẽ có cái mặt lưng trong suốt, đấy là những cái phiên bản khác. Nói chung thì mình thấy là Xiaomi Mi 8 Pro là một cái sự lai tạp giữa Mi 8 với cả Mi 8 EE, và nó cũng sẽ có một mức giá mình nghĩ là nằm giữa hai cái sản phẩm này, thì cũng sẽ là một trong những cái sự lựa chọn khiến cho bạn phân vân là không biết là bây giờ là chúng ta sẽ cố lên cái sản phẩm nào. Tất nhiên là sẽ có càng nhiều các cái phân khúc cho chúng ta chọn thì càng tốt, đúng không nào? Còn các bạn cảm thấy sao về Mi 8 Pro, và theo các bạn thì sản phẩm này sẽ có mức giá là bao nhiêu tiền thì các bạn sẽ mua? Xin mời comment để lại ý kiến ở phía dưới video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.